Và tiếp tục là đến chủ đề thứ hai. Là Hiếu Ngọc xin thưa với quý cô bác anh chị em, ở đây cái chủ đề thứ hai này mới hấp dẫn này. Có một chị ở bên cái gì Capital á, nói chung là chị nói mà em mày Hiếu Ngọc quên rồi. Thì chị anh thôi theo dõi em thuyết trình xem có đúng một nhà làm bên chính trị không, anh nhắc em làm sao phải truyền cảm. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phạm Tú. Thì cái chị đấy chị mới nhắn tin cho Hiếu Ngọc. Nói thật cả nhà nha, Hiếu Ngọc lên đây thật sự Hiếu Ngọc tự nhiên không biết làm sao mà Hiếu Ngọc lại lên cái live stream này rồi nói chuyện với mọi người, rồi mình nói hoài, nói nhiều, nói mãi rồi cái tự nhiên nó quen, nó giết rồi. Bây giờ nếu mà tối nào không lên là nhớ mọi người lắm á nha. Tối nào không lên là không nhìn được những cái tên mà đang chạy trên màn hình này là rất là nhớ. Chính vì thế cho nên là tối nào cũng lên à. Cho nên là Hiếu Ngọc mà nói cái gì mà không hay á thì không hay á thì là cả nhà quý cô bác anh chị em thông cảm nha. Tại vì Hiếu Ngọc là chỉ bằng tấm chân tình thôi chứ Hiếu Ngọc không có được học hỏi về cái chuyên môn nha. Thì chủ đề thứ hai là cái chị đó chị mới nói chuyện là có một cái bác trước đây là Việt Nam Cộng Hòa, mà bác đó là trước á, là bác cái hô đâu hô giống như là hô mây mà gọi gió đó, là đều được hết. Bác ấy chỉ cho lính là mày phải bắn thằng này, là phải bắn ngay, lính phải bắn ngay và bắn chết luôn á. Thế tuy nhiên á thì bây giờ bác ấy qua bên Mỹ bác ở, ngày mai Hiếu Ngọc sẽ công bố cái địa chỉ cho. Thì bác qua bên Mỹ bác ở thì bây giờ bác ấy già rồi và bác ý bị kiểu giống như là tự kỷ cả nhà nhá. Khi mà bác ấy qua bên đó là bác ấy bị ở nhà, có hai vợ chồng già ở nhà. Thì hôm đó là con mới chở vợ của bác đi đi khám bác sĩ. Bác ở nhà mà không hiểu sao mà bác treo cổ tự vẫn ở cái sân sau của cái nhà bác. Thì khi bác bị treo cổ tự vẫn và bác chết thì vợ với con mới đi khám bệnh về. Thì đúng là truyền thống của cha ông để lại, và nhất là con cháu bác Hồ đi đâu cũng là lấy chí nhân mà thay cường gì, cường đạo hả cả nhà, hay là cường gì đó. Thì chị đó chị mới đến nhà cái bác đó, chị viếng bác đó, và khi đứng trước quan tài của bác chị nói to trước mọi người, trong đó là có rất nhiều người chống cộng cực đoan nha. Thì chị mới nói một câu là: bác ơi, trước đây bác là người cầm súng sẵn sàng bắn vào đồng đội, bắn vào người bộ đội cụ Hồ của con. Bác sẵn sàng, bác muốn giết bác Hồ của con. À, chính nhân thay cường bạo. Bác, nhưng ngày hôm nay con là con cháu của bác Hồ, con vẫn đến đây để đưa tiễn bác về với thế giới cực lạc. Mong bác yên nghỉ. Đó là chị đó chị nói với Hiếu Ngọc, mà thật sự là chị đang vướng vào một số chuyện cho nên chị chưa dám công bố. Tuy nhiên một thời gian nào tới nếu thuận lợi, chị thuận lợi xong rồi Hiếu Ngọc sẽ công bố cái chị này cho cả nhà biết. Và chị ở bên đó nhưng mà chị vẫn hướng về Việt Nam, và chị sinh được hai thằng con trai, ba thằng con trai. Thì một thằng con trai đã học xong đại học tháng 8 này ra trường, mà cả nhà biết rằng cái chị đó khi ra đi như thế nào và trước đây sống ở Việt Nam như thế nào không ạ? Trước đây chị sống ở Việt Nam thì thời điểm đó là lính Việt Nam Cộng Hòa là gọi là ác lắm, tàn bạo lắm, chị khổ quá. Mà mẹ chị thì hồi đó là không biết nha, không biết thì bắt đầu là mới đi chợ, mới bị lính Mỹ mới làm gì cả nhà biết không? Hiếp. Thì cuối cùng là mẹ chị mới sinh ra chị và một số người con. Cái người lính Mỹ đó là họ cái người lính Mỹ đó họ mới cũng lấy và sinh ra được mấy người con á. Thì nói chung cái chuyện đó là sâu xa từ trước, là chị không kể chi tiết, nhưng mà có nghĩa là chị là Mỹ Lai. Thế nhưng mà chị là Mỹ Lai nhưng mấy lần chị lạc ở trong rừng đều được bộ đội của chúng ta kêu mang giúp đỡ và nuôi sống chị cả mấy tuần trời, bắt đầu đưa chị ra ngoài và tìm được về đến nhà chị. Từ chỗ đó chị mới
từ chỗ đó chị mới, mới ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Tuy nhiên chị là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, à, không phải của Việt Nam Cộng Hòa mà chị là con cháu của Mỹ đấy, tức là Mỹ Lai đấy. Thì chị rất là ơn. Và bây giờ chị sống ở nước Mỹ nhưng mà chị luôn luôn mua sách của Bác Hồ, viết về Bác Hồ để cho con học và con đọc. Tư tưởng của Bác Hồ như thế nào là chị dạy cho con chị. Và cả nhà biết là cái chuyện này á là rất là hay nha. Khi mà chị dạy cho con chị ý, thì con chị ý là đi học vẫn mặc áo Bác Hồ. Và thậm chí ở trường học của Mỹ vẫn một tuần hai buổi dạy về Bác Hồ của chúng ta. Đó là một cái điều mà ba que không thể nào mà hiểu được. Thì khi chị dạy cho con chị thì cái đứa lớn á, bây giờ cháu học là xong đại học rồi, còn có mấy tháng nữa cháu ra trường. Cháu nói là cháu đi làm, nếu như mà cháu đi làm được á, cháu sẽ gửi tiền về cho quân đội nhân dân Việt Nam. Tức là gửi thẳng, tức là ví dụ bây giờ cháu đi làm xác định là khả năng cháu nhận được bao nhiêu nghìn, ví dụ là được 10.000 đô đi một tháng đi, thì cháu sẽ gửi 2.000 đô để về gửi thẳng vào quân đội nhân dân Việt Nam. Đó, chắc khả năng chị Thu Trang Nguyễn biết. Thì chị nói là chị sẽ cho con chị gửi thẳng về quân đội nhân dân Việt Nam 2.000 đô, ví dụ thế. Nhưng mà cái đây chưa có biết chắc chắn là chừng nào cháu nhận lương, thì cái lúc đó làm được chắc chắn chị sẽ làm. Và người con trai thứ hai của chị nói là sẽ học thật giỏi, sau này thi và làm bác sĩ và sẽ xin về Việt Nam làm việc để cống hiến cho đất nước Việt Nam, để trả ơn cho đất nước Việt Nam đã nuôi sống và cứu sống mẹ của cháu. Và các cháu nghĩ rằng là cái tình nhân đạo của người lính bộ đội Cụ Hồ và Bác Hồ, những cái sách nói về Bác Hồ mà người Mỹ in bằng tiếng Anh đã dạy cho cháu, và cháu trưởng thành đến ngày hôm nay là 2-3 đứa con của chị rất là tuyệt vời. Và đến thời điểm nào mà có thể công bố được thì Hữu Ngọc sẽ công bố cho mọi người thấy. Và chúng ta phải ngưỡng mộ một người phụ nữ giữa phương trời Tây và giữa bầy hang sói nha cả nhà. Chị nói chị đứng giữa những cái người chống cộng cực đoan mà chị dám nói là cháu là con cháu Bác Hồ nhá. Cháu là con cháu Bác Hồ, cháu hôm nay vẫn đến đưa tiễn bác, mặc dù rằng trước đây bác chống đối Bác Hồ của cháu. Và muốn nói tóm lại là như vậy đi, có phải là anh hùng không cả nhà? Đó là một cái hình ảnh, nó có hiểu chứ nhưng nó phải ngó lơ vì nó đang ăn xin mà. Cái chị đó là chị nói mời Hữu Ngọc dành cả một buổi sáng để nói chuyện với chị, vừa làm vừa nói chuyện với chị là Hữu Ngọc tự hào quá. Đó là xong câu chuyện thứ hai và vấn đề thứ hai nha, chủ đề thứ hai là đã xong nha.